Sao bác không mơ ước làm con gà trống thì có phải sướng không? Ôi ôi, làm con gà trống sướng lắm, đi khắp làm các công tác ra bây giờ là đến luôn. Các cô không hiểu, con gà trống cũng khổ chứ. Con nào đạp máy nhiều đi mà xem đùi nó to, nó mới rất nhiều để nó mở gà máy đến. Ồ thế nào mà em cứ bảo là sao cái đùi anh như được thế. Chịu khó thế, nghỉ đi ra kéo ơi. Thật là mình béo. Ba ơi, hôm nay bác chăm chỉ thế. Phải làm chứ thế. Hôm nay bác bị làm sao mà bác lại chăm chỉ đề xuất thế nhỉ? Giờ nghỉ rồi đi ra để bốc cây. Thì cái dao ông ơi, làm thế thì phải đau hết lưng. Làm cho dám nghỉ chứ. Còn như là mấy cái 2 tiếng người ta được nghỉ 10 phút rồi. Làm bác sao giờ làm sao? Thế làm ghê quá thế. Ơi, đau lưng à? Hơi mỏi thì thôi. Thấy chưa? Xì nhê gì? Ai bảo làm nhiều. Xì nhê gì đâu. Nhằm nhò gì so với sức khỏe. Đừng là đau lưng thì về làm ăn thì quá thì được. Ơi, này. Riêng nói hai cô là làm gì làm, vất thì vất. Nhưng cái khoản đấy không chê buổi nào. Ngồi xuống cho nó thoải mái ra ngồi. Thế lại cái ngô lại xiên vào giữa bây giờ. Thực sự phải ngồi phải nhìn ý, thả mông xuống cái đấy thụt cái này xong. Mày thành hai lỗ. Mày mở ra mày có hai lỗ. Riêng gốc ngô này, chọc các cô mới là sợ. Vì các cô lại thêm một lỗ nữa thành ba lỗ. Tôi thêm lỗ nữa có đôi được, có quan trọng. Ông nghe tôi nói ông biết nha, bọn tôi thêm ba lỗ cũng bình thường. Nhưng mà nếu mà ông thêm có một lỗ là thành hai á, còn không biết là thêm vào chỗ nào đấy nhá, còn nguy hiểm hơn đấy. Nào ông bảo thế nào được nào, cho nó phù hợp đó. Nó mà tọt lên trên thì thôi, là như là đang ướm thử kìa. Mà gốc ngô rồi. Bác thì đừng có vớ vẩn. Chả nhẽ gốc ngô chọc vào em mà em không biết à, mà bác còn phải dặn. Thế thì ngồi gần cô thì xem có chọc vào không nhá. Sợ sợ rồi đã, có chọc thật đấy. Thế mà tít mắt mà cười. Con vợ bác đâu mà không bảo ra làm bốc. Vợ để nhà để cho nó đẹp chứ đi. Ai đi ra làm thì hỏng hết. Kiếp một mình đi. Nhưng mà thằng mấy mẫu ngồi này cúi lưng liên tục ăn gì nữa. Này, tôi nói hai cô nhá. Con bò có cái u. Đàn ông không làm khoản đấy thì ngu hơn bò. Hôm nay văn thơ lai láng thế. Bác học đâu câu đấy đấy? Học ở đâu? Các cụ đã đi trước và thực hiện rồi, mình phải làm theo. Em có thấy cụ nào nói như thế đâu. Các cụ không nói, các cụ ai nói với các cô ấy giờ. Các cụ ngày xưa lịch sự lắm, nhò nhã lắm, không có dạy em rồi. Em chưa thấy cụ nào nói như thế, truyền lại. Chưa cái... cụ là gì tai à? Chưa thấy cụ nào truyền lại cái câu đấy cả, hôm nay mới được nghe lần đầu tiên đấy. Thế thì phải gọi bác là cụ à? Không phải. Hả? Thế thì ví dụ như mà thằng nào mà cứ ngu hơn bò là, những thằng nào mà không khoản này kém là nó ngu hơn bò à? Chẳng thế à? Ai bảo bác thế? Ai bảo bác là con bò nó ngu? Thì con bò chả ngu hơn mình à? Bác ơi bị nhầm nhá. Con bò bọn em nuôi trong kia kìa. Con nào mà tốt nhá. Giống tốt ý. Thì 2 ngày 1 lần. Con nào mà kém kém hơn tí thì tuần 3 lần. Cái gì? Cô bị hâm à? Khai thác đều luôn. Hai tuần 3 lần với 2 ngày 1 lần thì kém gì nhau? Vâng, là con khỏe con yếu bằng nhau. Cái gì? Mày vừa bảo là con khỏe thì 2 ngày 1 lần đúng không? À? Thế mà con thế bây giờ kém nhá, kém yếu. Con yếu hơn thì 3 ngày 1 lần đúng không? Tuần 3 lần. À tuần 3 lần đúng không? Thì một tuần có 6 ngày. Thế tuần 3 lần chả là 2 ngày 1 lần à? Thế con yếu với mày con khỏe hơn gì nữa? Cứ nói cái khoản đấy líu hết cả lưỡi. Ai bảo mày như thế? Thế chẳng thế gì nhở? Mày không phân biệt được à? Một tuần là có 7 ngày. Như thế có nghĩa là cái con mà yếu yếu hơn thì nó vẫn cứ dư 1 ngày để nó nghỉ. Chả biết gì. Thế tao cứ tưởng là công nhân viên chức thì nó cũng dư. Bò nó cũng phải được nghỉ thứ 7 với chủ nhật. Nó không được nghỉ. Ăn theo chế độ của sếp. Tao cũng tưởng thế. À, hóa ra là tính 7 ngày à? Chứ còn tao không thừa biết được một tuần có 7 ngày. Nó thật là mệt. Đấy. Em nói bác bò bọn em nuôi là như thế. Nó phải như thế chứ. Thế bác không bằng con bò à? Nhưng đây tôi cả tuần cơ mà. Cả tuần nữa. Chả thế à? Phiệt. Bác mà cả tuần mà lại có cái cơ thể thế này à hả? Em sợ bác ấy bằng ấy, con tép rồi ấy. Này. Tôi vẫn giảm được ấy. À, ta hiểu rồi. Có thể con bò trong trại của mày nó cũng khỏe.
Nhưng mà kiểu bò thì nó không biết nói ấy. Đấy, kiểu như người dắt đi lúc nào thì nó phải làm việc lúc đấy. Còn ông đây ông ấy thích lúc nào là ông ấy làm việc nhá. Đúng không? Con bò cả nó muốn nhưng mà nó không biết nói đâu. Chẳng nghe nó ứ ớ. Hay là nó ồ. Đâu, nó tận khúc vào mông. Mày chả biết cái gì cả. Rốt chả biết gì về chuyên môn nghiệp vụ à nhỉ? Ai bảo mày tao không biết. Cái con bò nó khi mà nó động dục ấy, nó chả kêu ò ò cho cả làng nghe thấy. Chứ ở đấy mà nó im nhỏ à? Ví dụ như là ông này thì nó còn kêu kiểu khác. Này này. Cái con này lại đẩy ra rồi. Sao mày cứ vô duyên đấy nhỉ? Làm gì mà vô duyên? Mày cứ trêu bác cái này nào, mày cứ lôi bò đực với bò cái ra để trêu bác cái này thế nào? Cứ làm việc với nhau nhỉ? Đi cứ làm cùng với nhau mà cứ toàn trêu bác. Thật. Em thấy nó chán lắm. Nhưng mà em hỏi thật bác nhá. Sao? Nếu như mà có kiếp sau ấy thì bác thích làm con gì? Thì trời lại vẫn là con gì? Thì chả làm con trai thì làm con gì? Hay để cô thích tôi làm nửa nạc nửa mỡ. Nửa nạc nửa mỡ là thịt ba chỉ á. Thế lại ngon nhỉ? Thế làm con lợn à? Không, ý em không phải hỏi bác là kiếp sau làm đàn ông hay đàn bà, mà ý em hỏi là kiếp sau bác muốn làm con gì? Con lợn, con chó, con mèo, con gà, con đấy. Ý là con dê. Gì? Bác thích làm con gì? Bác làm con gì? Này, em nói hai cô biết nhá. Nếu mà làm được kiếp sau ấy, anh này muốn làm con ong. Bác không ngỡ con gì nó to lớn để đỡ bị bắt nạt, đi làm con ong thì bé tí rồi đập phát chết. Ừ. Nhưng mà là phải là ong đực cơ, các cô chả hiểu cái gì. Cái ong đực ong cái nó đập gì cũng chết. Thật. Đập gì? Đập cũng chết à? Tại sao bác lại thích làm con ong đực? Cô chả hiểu gì. Là con ong đực thích lắm. Là con ong đực ấy, nó sướng ở chỗ là không phải kiếm ăn này. Nó ăn được ngoan đến ăn này xong rồi là ăn xong là nó phối giống xong lại nằm ra nghỉ, không phải làm gì cả. Ôi thế nhưng nghỉ xong rồi lại đói lại ăn. Đói. Ăn xong lại phối tiếp. Thế đúng rồi. Ôi, hay nhở. Thế tao mày làm ong đực đi. Nhiệm vụ chỉ có thế thôi à? Không phải đi làm, không phải xây tổ. Phục vụ chúa thì thế thôi. Sao bây giờ mới biết nhỉ? Giờ mới biết đấy. Thế mà từ ngày xưa đến giờ mình cứ nghĩ là con ong chúa là sướng nhất. Chỉ có ở nhà canh tổ thôi, còn đâu là ong đực với ong cái phải đi kiếm mồi về. Thế là hôm nay mới biết đấy, chẳng trách nào bác lại ước muốn thế là phải rồi. Giờ hiểu chưa? Cũng hiểu đấy. Rồi. Thế là chỉ có ăn thôi. Thế làm việc. Quên ăn với. Nói đến làm việc nghe tần tần rồi. Làm việc là phải đi kiếm mồi. Đi kiếm mồi. Đây là chỉ có ăn mới lại di chuyển giống. Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Phục vụ chúa. Phục vụ chúa sướng nhỉ? Ôi dồi ôi. Ồ thế làm ông được sướng nhỉ bác nhỉ? Quá sướng luôn. Cha về làm cái gì? Ăn xong rồi phối, phối xong lại ngủ, nghỉ. Nghỉ xong rồi ăn, ăn xong lại phối, phối xong lại ngủ. Ồ thế nó theo xong lại nghỉ. Chả thế à? Thế ngày nào nó cũng như thế à? Nhưng mà nhá, cứ ăn xong thì lại phối thì con ong nó bị đau dạ dày à? Nhờ. Mệt thôi, cổ lắm. Em chẳng làm ong đực đâu. Con này mày rốt lắm. Sao lại bảo ta rốt? Đau dạ dày. Ăn xong ai chả phải nghỉ ngơi nhỉ? Làm việc luôn chả đau dạ dày à? Bác sĩ còn khuyến cáo thế. Đấy là con người. Con người bị đau dạ dày. Mày biết làm gì không? Con biết lấy mật ong ra để uống để cho đỡ đau dạ dày. Con ong thì còn lo cái gì đau dạ dày nữa. Nó lấy luôn mật của nó đấy còn gì nữa. Chưa kể nó lại còn đi hút mật của hoa nghệ nữa. Nghệ bên này mật ong. Thế thì giải chữa luôn dạ dày làm sao mà nó bị nữa à? Này, nhưng mà con ong hút lấy mật thì nó mới khác, nó mới có mật chứ. Còn cái con ong mà nó chuyên đi phối thế thì làm gì có mật. Mày... Thì đã bảo là ong thợ mang đến ăn rồi. Khó tích chữ của nó ấy. À thế à? Thế trong đấy có cả kho nữa. Nó không phải làm đâu, nó chỉ việc ăn thôi. Tổ cái bế mà rộng nhỉ, nhiều ngăn nhỉ. Hôm nay tao ở gần mày, tao mới biết là mày thông minh đấy. Mày nói đến thừa rồi. Cứ nhắc đến chuyện ong đực, ong cái. À, đại loại là con đực, con cái. Gì mà tao chả biết. Đúng rồi, mày chuyên đi phối mà. Phối phịch. Phối phịch, cứ ra ăn cửa phịch phát rồi lại có tiền. Một liều 600 đấy. Thì tao biết là bọn giàu mà. Nhưng mà này. Không, không giàu nhưng mà. Cô đi phối. Thì phối chứ. Nhiều lúc nguy hiểm phết đấy. Thằng bạn mình đi phối bò mà con trong nhà chửa, con trong chuồng không chửa đâu. Thế á? Ôi hay nhỉ. Thế chắc là định đi phối con ngoài nhưng mà nó chưa đến giờ, còn trong nhà đến giờ thôi. Nó phải ấy con nhà nhưng mà cô con gái nó ngược lại nguy hiểm bỏ sư ra. Em quan trọng tiền là chính. Mày gặp trường hợp đến bao giờ chưa? Hả? Mày gặp trường hợp đến bao giờ chưa? Để sắp tới xem như thế nào, còn từ trước giờ thì chưa. Rõ ràng nó bảo là chưa ơi, cởi chuồng ra đi. Xong quay ra sang ấy mà. Nó từ từ đã, vào nhà đã, thế mà vào nhà là chửa trước, ngoài chưa đi gì. Ừ, hay nhỉ.
chứng tỏ là giống tốt. Mà tại sao bác không mơ ước làm con gà trống thì có phải sướng không nhỉ? Ờ nhỉ. Ôi giời. Ôi làm con gà trống sướng lắm, đi khắp làng cứ cục tác ra bây giờ đến luôn. Phải cái là xong. Các cô không hiểu. Ờ sướng thì có sướng thật nhưng mà cận kề cái chết. Thứ nhất là cái gì mà cận kề cái chết? Ghê. Nguy hiểm đấy. Bây giờ nhá, dịch bệnh nói nhiều. Mà muốn đạp máy thì là phải đeo khẩu trang. Mà sảnh cái không đeo khẩu trang đi quặc cái chết phải phí không? Ông ấy nói thế cũng đúng thôi. Bây giờ nhá, con gà mái này nó có con trống rồi đúng không? Thế ông này mà sang mà không biết gì, chưa hỏi han gì, ta tự dưng này nhảy vào đạp con nhà người ta, mẹ con gà trống nó sang. Mà ông này lại hở mặt lên thế, nó mổ cho chả mù mắt này, lăn quay này, chết to nhỉ? Không, cái đấy, cái đấy thì không nói đến. Lại thành cụ chột. Ví dụ như là hôm nào mà đến giờ buổi trưa mà con kia là con gà mái nó kêu cùng tác ấy nhỉ? Đâu? Đấy là để ăn à, à có giá nghề thế nào thì có biết đâu, nhà có tiền mà mua gà đâu mà biết, mà con cũng lên chả bao giờ nuôi lúc gà đi kiếm sống ấy. Mà con gà trống cũng khổ chứ, cũng phải bới gọi là đùi nó to đấy, là nó bới rất nhiều đấy. Cứ con nào đạp mái nhiều đi mà xem, đùi nó to, nó bới rất nhiều để nó mà gà mái đến. Ồ thế nào mà em cứ bảo là sao cái đùi anh như được thế. À, ta thấy ông đạp hay lắm rồi phải. À cái là kiểu mổ lúa ấy, thóc thật mưa nhưng không biết có gì không, nhưng mà cả mái vẫn đến thôi, nhưng mà khổ đạp cũng phải gọi là bới đất thì kiểu các anh đấy cái ý mà xem như kiểu là sướng quá, nghiến răng à? Không phải nghiến răng, đạp bới nhiều, con nào lúc nào cũng phải lừa nó đến để đạp gì phải bới à, bới nhiều quá thì đuôi nó to. Thế bới thế để bán lừa nó đến á? Thì mổ đây kiểu có ăn ấy, thì gọi gà mái đến. À, tức là dụ đến ăn để đạp mái đúng không? Ồ, kinh nhỉ, mấy gà sống bình thường ngu không biết nói mà khôn đấy. Gà trống không ngu đâu. Cổ chả biết gì, có gà mái mới ngu này. Ừ? Ai ngu? Gà mái này. Có mà mày ngu ấy. Ai dạ. Thế nhở? Tự dưng bảo người ta con gà mái ngu. Tôi là con người không phải con gà nhá. Ờ thì cũng họ nhà mái. Nhưng mà dạy đấy. Bởi vì nhá, con gà trống nó bới không biết là được lúa hay không. Ừ. Nhưng mà cứ gõ cục thóc thật. Thế là gà mái sang. Chả biết thật hay không, bố mới đạp ra đã. À, có nghĩa là có khi là cứ gắp hòn đá lên xong thả xuống, cứ thả lên thả xuống cứ tưởng là hạt thóc gì. Chứng tỏ là bọn gà trống này rất là mất dạy đúng không? Thế là gian. Ngày trước tao không thích ăn gà thịt gà trống đâu, nhưng mà từ cái vụ này là bây giờ tao cứ thích mua ra chợ tao mua gà sống về tao ăn rồi. Thế? Bởi vì tao ghét con gà trống sau vụ hôm nay. Tao ăn để tiêu diệt cái lũ đã mất dạy đấy. Ôi trời ơi. Không, mất dạy đâu. Không mất dạy, nhưng mà nó là đồ lừa đảo. Mày đi cắp hòn đá xong rồi thả xuống giả vờ bới bới để lừa là thóc để cho gà mái sang để đạp thì chả là lừa đảo à nhờ. Thế nên là tôi bảo tôi có làm gà trống đâu. Ờ thôi ông cứ quanh quẩn cái tổ ong của ông cho nó đỡ bị dịch bệnh. Mà rõ ràng là lại an toàn. Mà cứ ăn xong phịch xong lại ăn xong lại phịch. Này thế thì chắc con ong này hay bị gù lưng lắm nhỉ. Thôi lại hải cổ đấy. Mệt lắm. Thế mà cũng nghĩ ra được. Thôi làm tiếp đi. Ờ thế về à? Thôi dắt bò về chả làm nữa. Ồ thế à? Thế đi ra lại phối bò à? Cô bị điên à? Bò đông dục đông mà phối. Tôi đã chú ý đây mà. Hình tưởng thế hỏi thăm. Thủy ơi Thủy. Dạ. Em ra xem anh phối anh cái. Phối anh cái. Bác bị nhịu đấy à hả? Không ra phối à? Phối thì anh về nhá. Ông về lượn đi, nước ở trong.